Vì sao ngày đầu ngồi vào ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm đã chạm liền 4 tướng? Chỉ trong vòng có 73 ngày, ông Tô Lâm từ Bộ trưởng Bộ Công an trở thành Chủ tịch nước, một trong 4 vị trí nắm quyền lực cao nhất của Đảng. Sau khi Tổng Trọng qua đời tại Hội nghị Trung ương bất thường sáng ngày 3 tháng 8, Tô Lâm tiếp tục được suy tôn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian còn lại của Đại hội khóa 13. Ngay sau đó, chiều ngày 3 tháng 8, dưới sự điều hành của tân Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của 4 lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương trên cơ sở các báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định cho các ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 thôi giữ các chức vụ. Đồng thời cũng đã đồng ý để các ông như Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Theo thông cáo của Đảng, nhận thức rõ trách nhiệm của Đảng và nhân dân, 4 lãnh đạo kể trên đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Đây là một sự kiện gây chấn động dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giết gà để dọa khỉ, để phát đi một thông điệp rằng công cuộc đốt lò vẫn sẽ tiếp tục. Khác với đánh giá lạc quan của giới phân tích quốc tế cho rằng, một khi Tô Lâm nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng, thì cuộc chiến giữa các lãnh đạo cấp cao sẽ giảm bớt, đồng thời nội bộ Đảng sẽ đi vào ổn định. Theo giới thạo tin, việc xử lý 4 nhân vật lãnh đạo kể trên nhằm mục đích dàn mặt các thế lực đứng sau, chống lưng cho họ. Trong lần bỏ phiếu tín nhiệm gần đây nhất ngày 7 tháng 12 năm 2023, tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký và Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Cao Tường Huy cùng đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Điều đáng nói là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, khi đó là Giám đốc Công an Quảng Ninh, có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất chỉ có 8 trên 61 phiếu và là một trong 3 lãnh đạo Quảng Ninh nhận số phiếu cao thấp nhất. Ông Nơi trước đây là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng đưa về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và được phong hàm Thiếu tướng. Tại Quảng Ninh, Thiếu tướng Nơi chỉ đạo điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng. Phát biểu khi công bố kết quả bỏ phiếu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khi đó đã hùng hồn đánh giá: việc lấy phiếu tín nhiệm là phương thức đánh giá quan trọng, giúp cho cán bộ tự soi, tự sửa để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Chớ chiều thay, vào ngày 3 tháng 8, Hội nghị Trung ương bất thường đã quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy Ký thôi chức để về vườn. Ngay khi lên cương vị Tổng Bí thư, ông Chủ tịch nước Tô Lâm đã chạm liền 4 tướng. Điều này cho thấy ông muốn gửi đi một thông điệp, một sự uy hiếp đến các thế lực thù địch trong Đảng đã cáo buộc mình là không đủ tư cách đạo đức cũng như phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều kể trên cũng cho thấy công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng đã thất bại hoàn toàn. Chỉ trong hơn 3 năm đầu của Hội Đảng khóa 13, đã có tới 26 ủy viên Trung ương Đảng phải thôi chức và bị xử lý hình sự. Trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị là nhân vật cấp cao, thậm chí cả trong tứ trụ hay thường trực Ban Bí thư. Trong một môi trường chính trị thiếu minh bạch, các quy định của Đảng cũng hiến pháp, pháp luật không còn được tôn trọng như hiện nay ở Việt Nam, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ gì. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin Vì sao ngày đầu ngồi vào ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm chạm liền 4 tướng. Hy vọng Tô Lâm nhà ghế Chủ tịch nước cho Lương Cường là điều không tưởng. Trước, trong và sau Hội nghị Trung ương ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm đã chính thức trở thành Tổng Bí thư. Những hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy sự thất vọng rõ rệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường và Đại tướng Phan Văn Giang. Sự thất vọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính không phải do không trở thành Tổng Bí thư. Kể cả ông Chính được bầu làm Tổng Bí thư thì sẽ tạo nên một sự xáo trộn rất lớn với hệ thống nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, khi Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường sẽ là những kẻ thù lớn nhất từ nay đến đại hội lần thứ 14 của ông Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm chắc chắn sẽ tìm mọi cách để mà loại bỏ hai nhân vật này khi có cơ hội. Khi Chủ tịch Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư chính thức, trong thời gian 16 tháng còn lại của Đại hội Đảng khóa 13, ông sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc củng cố lực lượng để tiếp tục giữ chức vụ này tại đại hội lần thứ 14. Vốn dĩ ông Tô Lâm là một người có tham vọng quyền lực không thua kém Tổng Trọng. Theo một số đánh giá, Tô Lâm có thể sẽ ngồi thêm từ 2 đến 3 nhiệm kỳ
trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, rồi sau đó ông đã chuyển ngôi lại cho con trai là Đại tá Tô Long, người mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Để đạt được mục đích như vừa kể trên, Tô Lâm được cho là sẽ sử dụng sức mạnh của mình và phe cánh để loại bỏ tất cả các đối thủ có ý định cản đường ông. Như trong thời gian nửa năm vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã liên tiếp đánh gục các nhân vật lãnh đạo hàng đầu để mà leo lên vị trí tối cao hiện nay. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một chính khách có tật xấu, nhớ lâu và thủ dài. Theo đồn đoán, sắp tới đây, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị khởi tố, bắt giam. Ông Phúc bị cáo buộc là đã lạm dụng quyền lực để làm giàu cũng như đã hạ bệ rất nhiều đối thủ trong đảng, đồng thời đã động chạm đến nguồn lợi quyền lực của ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên. Tương tự, trong ngày đầu tiên nhậm chức Tổng Bí thư, Tô Lâm đã quyết định xử lý 4 ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Bí thư tỉnh ủy. Theo giới thảo tin, việc Tô Lâm chạm được ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, không chỉ vì liên quan đến các sai phạm của ông, mà mục chính là muốn dàn mặt cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cha nuôi đỡ đầu của ông Khánh. Theo giới quan sát, từ đây tới đại hội lần thứ 14 khả năng rất cao, Tô Lâm sẽ bằng mọi cách triệt hạ Đại tướng Lương Cường, đồng thời sẽ tấn công mạnh vào ông Phạm Minh Chính. Đây là những nhân tố cuối cùng có thể cản bước Tô Lâm. Tô Lâm đã dương lên, trở thành Bí thư Quân ủy Trung ương, hoàn toàn có quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Ông đã có quyền thay thế tướng Đỗ Ngọc Hùng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 để tự nắm giữ các tài liệu, cũng như đường dây mà Tổng cục 2 sử dụng để liên lạc với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, người đang trốn lệnh truy nã. Nếu Tô Lâm nắm được các bí mật của vụ án Nhàn IC, thì chắc chắn tới đây sẽ có hàng loạt quan chức cấp cao phải hầu tòa, trong đó có thể có cả tên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một số nguồn tin còn cho hay liên minh giữa các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là mối quan hệ giữa thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Phan Văn Giang là hết sức lỏng lẻo. Vì thế, việc Tô Lâm muốn điều tra sai phạm của tướng Lương Cường sau khi ông trở thành Bí thư Quân ủy Trung ương là điều khá dễ dàng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường là những nhân tố cuối cùng có thể cản bước Tô Lâm thực hiện mưu đồ bá chủ. Điều đó cho thấy việc công luận vẫn hy vọng ông Tô Lâm sẽ nhả ghế Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường là điều không tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Hy vọng Tô Lâm nhả ghế Chủ tịch nước cho Lương Cường là điều không tưởng. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ không còn kiêm chức Chủ tịch nước nữa? Tại hội nghị Trung ương vừa qua, ông Tô Lâm không đạt được mục tiêu trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Trước đó, nguồn tin nội bộ cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm đặt mục tiêu phải đạt được nhất thể hóa như Trung Quốc để nắm quyền lực tuyệt đối như ông Tập. Đây là mong muốn cao nhất của Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Dư luận đồn đoán trong thời gian tới, Tô Lâm có thể sẽ phải bàn giao chức Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, bởi chức vụ Chủ tịch nước không thể được bố trí cho một tướng Công an để đảm bảo sự phân chia quyền lực giữa Công an và Quân đội. Theo quy định hiến pháp, việc ông Tô Lâm là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là vấn đề phụ thuộc vào thẩm quyền của Quốc hội. Hơn nữa, theo kết luận của Bộ Chính trị số 35 vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 quy định chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước không có vị trí Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Theo giới phân tích quốc tế, giới lãnh đạo Việt Nam từng thảo luận về việc tập trung quyền lực bằng cách nhất thể hóa hai vị trí Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Tuy nhiên, quy định trong Đảng từ lâu đã có sự đồng thuận là cần phải duy trì sự ổn định bằng một hệ thống phân chia quyền lực. Đây là cơ chế có thể giúp ngăn chặn sự trỗi dậy của một lãnh đạo thâu tóm toàn bộ quyền lực để trở thành một nhân vật độc đoán, tương tự cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm vẫn quyết định họp gấp vào ngày 3 tháng 8, ngay sau khi Bộ Chính trị ra nghị quyết về triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 2 tháng 8. Phải chăng ông Tô Lâm quá tự tin bởi kể từ ngày 20 tháng 5, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, rồi chỉ 2 tuần sau ông Tổng Trọng qua đời, ông đã trở thành Tổng Bí thư mà không vấp phải bất kỳ sự cố đáng kể nào. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ trong 73 ngày đã giành được 2 trong 4 ghế quyền lực nhất của tứ trụ. Trước đó vào năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đưa ra đề nghị Tổng Bí thư có thể kiêm nhiệm Chủ tịch nước để có toàn quyền trong công tác đối nội và đối ngoại. Khi đó, Tổng Trọng lập tức bác bỏ việc hợp nhất với lý do
nếu để một lãnh đạo nắm quá nhiều quyền lực thì sẽ không có khả năng kiểm soát. Nhưng đến năm 2019, ông Trọng lại trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước trong gần 3 năm, từ năm 2019 đến tận năm 2021. Điều đó cho thấy, khác với Tổng Trọng, ông Tô Lâm chưa có đủ uy tín trong đảng. Dù Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương suy tôn là tân Tổng Bí thư với số phiếu ủng hộ 100%, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu cao nhất của mình là trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Giới phân tích thì khẳng định việc duy trì nguyên tắc hay cơ chế một trạng thái cân bằng quyền lực trong nội bộ của đảng và chính quyền là chính sách xuyên suốt của đảng. Các cơ quan, nhà nước, chính phủ cũng như quốc hội cùng nhau tồn tại trong hòa bình để mà cùng quản trị đất nước. Việc tập trung quyền lực vào một nhóm hay một cá nhân bị hạn chế để tránh sự lạm quyền dẫn tới độc đoán. Ngày 2 tháng 8, nguồn tin nội bộ cho biết có 13 trên tổng số 14 ủy viên Bộ Chính trị bảo lưu ý kiến cho rằng cần phải tách hai trung tâm quyền lực giữa cơ quan đảng và cơ quan của nhà nước, nghĩa là chức danh Tổng Bí thư phải tách bạch với Chủ tịch nước, không nên nhất thể hóa. Tô Lâm được cho là có quyền lực vô đối, có thể khuynh lát tất cả để đạt được mục tiêu nắm quyền tột đỉnh. Nhưng với diễn biến gần đây, theo giới phân tích, Tô Lâm sẽ phải mất một thời gian để đạt được mục tiêu nắm được quyền lực tuyệt đối giống như Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm không trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ngay như Tổng Trọng được. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.